Dự giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức, ông Park Hang-seo đã có ngày giao lưu sôi động cùng bà con và thiếu nhi ở huyện Châu Đức. Được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức, ông Nguyễn Tấn Bản thông báo về ngày giao lưu với huấn luyện viên Park Hang-seo, rất đông bà con và thanh thiếu niên tập trung từ rất sớm để gặp gỡ cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Nhận lời mời của huyện Châu Đức, ông Park đã có mặt ở buổi giao lưu trước khi dự khán trận chung kết giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức. Tại huyện Châu Đức, ông Park đã nhận được những bó hoa tươi thắm và các món quà đặc biệt từ Bí thư huyện ủy Hoàng Nguyên Dinh cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Tấn Bản và nhiều người hâm mộ khác. Sau phần lễ ấm cúng và tình cảm, ông Park đã dành nhiều thời gian để chụp hình và ký tặng cho rất đông người hâm mộ là bà con, thanh thiếu niên huyện Châu Đức và các khu vực lân cận. Do lượng người quá đông, có những bạn trẻ sẵn sàng chờ cả tiếng đồng hồ để đến lượt xin chữ ký và chụp ảnh cùng thần tượng. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo đang thúc đẩy dự án bóng đá học đường với các trung tâm bóng đá cho các trường quốc tế ở thành phố Hà Nội. Ngoài ra, ông Park cũng nhiều lần chia sẻ ấp ủ việc mở một dự án bóng đá trẻ quy mô ở Việt Nam. Trước ông Park, trợ lý Lee Yang-jin và cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam Gong Okia cũng từng đến tham dự giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức.